vài lời ngắn gọn thôi. Hiện anh không chỉ là ca sĩ cùng nhà hát với Linh Thu hơn 10 năm nay, mà còn là một người em kết nghĩa, cũng như là người trong gia đình gọi mẹ Thu là mẹ. Và cái điều này là một cái món quà cho sân mới của gia đình Linh Thu cũng như là Hiền Anh. Và hôm nay quý vị đến đây, Linh Thu cũng thay mặt Hiền Anh luôn để trước khi Hiền Anh xuất hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Từ đáy lòng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin hát tặng một bài hát rất là yêu thương của nhạc sĩ Liệu Hà. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Xin mời quý vị. Hãy cho em.